Tòa bác kháng cáo y án ông Lê Tùng Vân 5 năm tù Thưa quý vị, chiều 3 tháng 11, sau hơn 1 giờ nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đưa ra phán quyết đối với ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng, quá trình xét xử, Tòa cấp sơ thẩm đã cân nhắc lượng hình khi tuyên án đối với các bị cáo Bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Tại tòa hôm nay, các bị cáo trong nhóm tỉnh Thấp Bồng Lai liên tục kêu oan, đòi trả tự do nhưng không có chứng cứ để chứng minh. Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu. Bị cáo đã chỉ đạo các đồng phạm quay video, đăng tải các video này lên mạng xã hội. Chủ mưu chỉ đạo nhất nguyên, hoàn nguyên, biên soạn, gian dựng và duyệt nội dung các video sai phạm trước khi đăng. Ông Lê Tùng Vân có những phát ngôn xúc phạm đến lợi ích cá nhân tổ chức. Theo tòa cấp phúc thẩm, các bị cáo có vai trò đồng phạm có tổ chức được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Hành vi của các bị cáo nghiêm trọng cần cách ly khỏi xã hội. Từ đó, tòa bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị phạt cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên nhận mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho rằng, cấp bị cáo ở tỉnh Thấp Bồng Lai đã bàn bạc, gian dựng, đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm xuyên tạc sai sự thật, nhằm bôi nhỏ xúc phạm danh dự công an huyện Đức Hòa, và nhiều tổ chức cá nhân. Theo Viện Kiểm sát, bản án sơ thẩm tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Tòa cấp sơ thẩm khi tuyên án đã lượng hình áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Kiểm sát viên nhận định, do đó đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Tỉnh Thấp Bồng Lai các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng. Chiều 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam An tuyên bố kết thúc phần tranh luận phiên xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự gia dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra ở tỉnh Thấp Bồng Lai đối với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Tuy nhiên, sau khi chủ tòa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, tất cả các luật sư của các bị cáo đồng loạt đứng lên phản đối và yêu cầu tiếp tục phần tranh luận. Chủ tòa phiên tòa đề nghị các luật sư ngồi xuống, nếu không chấp hành, lực lượng cảnh vệ sẽ mời ra khỏi phòng xét xử. Sau vài phút phân trần, cả năm luật sư bào chữa đã ngồi xuống để cho các bị cáo nói lời sau cùng. Tuy nhiên, các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều không nói lời sau cùng mà yêu cầu được tiếp tục tranh luận. Chủ tòa phiên tòa nhắc nhở các bị cáo nếu không nói lời sau cùng thì hội đồng xét xử sẽ vào nghị án vì đây không còn là phần tranh luận. Bị cáo Hoàng Nguyên cho rằng những cáo buộc về xâm phạm lợi ích nhà nước, xâm phạm tổ chức cá nhân, những cáo buộc xúc phạm Phật giáo đều là oan cho bị cáo, xin hội đồng xét xử xem xét để có bản án thật khách quan công tâm. Còn bị cáo Nhị Nguyên thì yêu cầu thay đổi hội đồng xét xử. Tôi không tranh luận được nên tôi yêu cầu thay đổi thành phần hội đồng xét xử. Tôi thấy không khách quan, những lời tranh luận tôi không được tranh luận, tất cả các clip tôi không tham gia, tôi bị oan. Bị cáo này nêu. Chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở các bị cáo nhiều lần, yêu cầu nói lời sau cùng nếu không thì sẽ mời về vị trí, vì đây không còn là phần tranh luận, hội đồng xét xử sau đó đã vào nghị án. Ai đăng tải clip lên mạng mới là người phạm tội, bị cáo Trùng Dương kêu oan. Sáng 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm An tiếp tục phiên xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở tỉnh Thấp Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật sư của các bị cáo cho rằng thân chủ của mình không có tội. Tôi không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm An, cũng không xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Ngược lại, tôi cùng với một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai là nạn nhân bị lạm dụng vu khống trong một thời gian dài. Một luật sư nêu lại lời khai của ông Lê Tùng Vân với hội đồng xét xử. Vị luật sư này cũng cho biết trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án cấp sơ thẩm, tuyên ông Vân và các đệ tử vô tội trả tự do cho các đệ tử. Các luật sư đề nghị triệu tập thượng tòa thích nhật từ cô gái có tên Võ Thị Diệp My để làm rõ bản chất vụ án tại phần từ bà chữa chiều, chiều qua các bị cáo nhất nguyên nhị nguyên hoàng nguyên trùng dương cho rằng bản thân không phạm tội như án sơ thẩm và đồng loạt kêu oan các bị cáo nói những người ở tỉnh thất bồng lai chỉ làm clip rồi đăng trên mạng để giải trí câu view những nội dung clip nói về phật giáo là nhóm tự nghĩ ra theo cách riêng không có ý xúc phạm phật giáo riêng bị cáo trùng dương liên tục kêu oan vì cho rằng mình chỉ tham gia vào quá trình quay clip không thực hiện xuất bản lên mạng xã hội do vậy hội đồng xét xử kết luận phạm tội là chưa đúng người đúng tội Ai đăng tải clip lên mạng mới là người phạm tội, bị cáo Trùng Dương lập luận. Trước giờ nghỉ trưa ngày 3 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục nêu ý kiến và khẳng định hành vi của các bị cáo là vi phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần có tổ chức bàn bạc lên kế hoạch để xúc phạm Phật giáo, Công an huyện Đức Hòa thử tọa thích nhật từ. Bị cáo Lê Tùng Vân là người chủ mưu lập kế hoạch, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm. Phi tòa sơ thẩm đã xét xử các bị cáo đúng người đúng tội. Các clip phạm tội của các bị cáo đã được giám định không bị tẩy xóa. Vì các bị cáo nói cô gái Diễm My bị bắt cóc là sai sự thật, Diễm My được công an huyện Đức Hòa giao cho gia đình. 6 tháng sau, cô gái này mới bỏ đi. Đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào lúc 13h30. Dự kiến chiều nay, tòa sẽ tuyên án với các bị cáo. Nóng, thấy ông nội Lê Tùng Vân đề nghị tòa tuyên vô tội trả tự do cho các đệ tử. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thấp Bồng Lai tiếp tục phân tranh luận. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận tất cả các phát biểu của các bị cáo tại phiên tòa để qua đó xác định vụ án đã vi phạm luật tố tụng không đảm bảo việc xét xử. Do bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt nên luật sư bào chữa nêu lại những lời kháng cáo của bị cáo Lê Tùng Vân. Theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng ông không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, không xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Ngược lại, ông cùng một số người ở Thiền Am, Thiền Am bên bờ vũ trụ là nạn nhân bị lạm dụng vu khống trong thời gian rất dài, rất thậm tệ. Tôi yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa lại bản án cấp sơ thẩm tuyên tôi và các đệ tử vô tội trả tự do cho các đệ tử của tôi, đồng thời đình chỉ vụ án. Luật sư nêu lại đơn kháng cáo của bị cáo Lê Tùng Vân. Luật sư bào chữa cho rằng lời kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Tùng Vân cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa, cũng là kiến nghị của các luật sư. Luật sư bào chữa nhận định vụ án này bộc lộ những oan sai vì thế luật sư kiến nghị các bị cáo lê tùng vân lê thanh nhị nguyên lê thanh hoàng nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc không phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và tuyên trả tự do cho các bị cáo vào phiên xét xử chiều hôm qua ngày 2 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm An đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoảng A điểm 1 điều 35-36 Bộ Luật Tố Tổ Tụng Hình Sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Tị Cúc và giữ nguyên bản án sơ thẩm hình sự được tuyên vào ngày 21 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Lâm An. Theo đại diện viện kiểm sát, từ những chứng cứ, tài liệu, các bị cáo ở tỉnh Thấp Bồng Lai đã ban bạc, gian dựng, đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm xuyên tạc sai sự thật, nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự công an huyện Đức Hòa và nhiều tổ chức cá nhân. Tại cấp sơ thẩm, hội đồng xét xử cũng đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi lượng hình trong phiên tòa hôm nay ngoài các tình tiết có trong hồ sơ vụ án các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được tài liệu tin tiếp mới nên không có cơ sở để chấp nhận do đó đề nghị hội đồng xét xử bắt kháng cáo tuyên y án sơ thẩm đại diện viện kiểm sát nêu